Xin chào các bạn, hôm nay Tin Cậy xin giới thiệu đến các bạn bộ kit kiểm tra nhanh dư lượng thuốc trừ sâu trong rau củ quả. Bộ này bao gồm 10 lần test và trên hộp test có dán giấy niêm phong ở phía trên và ở phía dưới. Trên hộp test thì cũng có thể hiện ngày sản xuất và hạn sử dụng. Thông thường thì một bộ test này thì có hạn sử dụng là 12 tháng. Một bộ test như vậy thì sẽ bao gồm một ống tách, một ống xi lanh, 10 túi chiết mẫu, 1 cặp đĩa Petri, 1 bộ bông và đầu côn, 10 chất hoạt hóa, 10 ống dung môi chiết, 10 bộ thuốc thử, 1 chai dung dịch pha và 1 tờ giấy hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt. Và bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng bộ test này. Đầu tiên là xử lý mẫu. Mẫu thử là rau thì ta lấy cả lá và cuống rau cắt nhỏ cỡ hạt ngô và trộn đều. Còn nếu mẫu thử là quả thì gọt lấy phần vỏ dày khoảng 5mm, cắt thành mẫu nhỏ như với mẫu rau. Thì ở đây trên bàn thì tôi sẽ chọn mẫu rau là mẫu rau cải. Và quả thì tôi sẽ lấy quả cà rốt. Thì đầu tiên thì với rau thì ta cắt nhỏ mẫu, chọn cả lá và cuống, cắt nhỏ khoảng 5g. Còn đối với quả thì ta sẽ cắt cái phần vỏ quả của cà rốt. Cắt nhỏ ra. Xử lý mẫu xong thì ta sẽ lấy mẫu cho vào cái túi chiết mẫu. Tiếp theo ta sẽ lấy 10ml dung dịch nước sạch cho vào cốc. Sau đó bẻ hai đầu ống chất hoạt hóa cho vào nước.
và lắc đều cho tan. Sau đó đổ hai dung dịch này vào trong hai túi đựng mẫu. Và lắc đều 1 phút. Sau đó ta lấy ống dung mô chiết cho vào hai mẫu. Ta bị hai đầu và cho vào trong túi đựng mẫu. Tương tự với mẫu rau thì ta cũng làm như vậy. Sau đó ta kéo miệng túi và lắc đều 1 đến 2 phút. Tiếp theo ta sẽ lấy ống tách và lắp cái đầu côn có vạt màu. Sau đó túi chiết mẫu ta nghiêng về một góc và cắt cái tiết túi. Đổ dung dịch vào trong cái ống tách. Không để cho các vật mẫu rớt vào trong ống tách. Sau đó đậy nắp lại. Và để thẳng đứng để cho ống tách sẽ tách thành hai lớp. Và đối với cái mẫu rau thì ta cũng làm tương tự. Cắt một góc nhỏ. Đổ dung dịch chiết vào trong ống tách. Sau đó đậy nắp lại.
để thẳng đứng và chờ dung dịch trong ống tách phân thành hai lớp. Sau khi dung dịch trong ống tách phân thành hai lớp thì ta hướng ống tách vào trong đĩa bê chi, sau đó cắt phần đầu côn phía dưới để cho dung môi ở phân lớp phía dưới chảy xuống đĩa bê chi. Và đối với mẫu rau ta cũng thực hiện tương tự. Sau đó ta chờ cho dung môi bay hơi. Và bây giờ ta sẽ mở bộ thuốc thử CV1, CV2 và lấy giấy thử ra ngoài. Đây là bộ thử CV1, CV2. Đây là miếng giấy thử. Sau khi dung môi trong đĩa bê chi bay hơi hết thì ta lấy một mẫu bông cho vào đĩa bê chi. Lấy ống xi lanh lắp đầu côn không có vạch màu. Sau đó tiến hành lấy 0,4ml dung dịch pha. Cho vào mẫu bông. Sau đó ta dùng kẹp mẫu bông và lau khắp đĩa bê chi để thu mẫu. Sau khi thu hết mẫu trên đĩa bê chi, phía bên tay phải của tôi là mẫu rau cải, còn phía bên tay trái là mẫu cà rốt. Ta tiến hành dùng ống xi lanh hút dung dịch mẫu vào trong ống. Và cho vào ống CV1.
lắc đều theo chiều dọc. Và ta cũng làm tương tự đối với mẫu cà rốt. Ta cho vào ống CV1. Đều. Sau khi lắc đều thì ta để yên cho phản ứng diễn ra trong vòng 30 phút. Sau khi chờ phản ứng diễn ra trong 30 phút, ta tiến hành thay đầu côn vào ống xi lanh. Hút 0,2 ml dung dịch pha. Cho vào ống CV2. Sau đó lắc đều. Hút hết dung dịch trong ống CV2. Cho vào ống CV1. Lắc đều. Và ta để phản ứng diễn ra trong 5 phút. Tương tự với mẫu cà rốt thì ta cũng làm tương tự. Ta thay đầu côn. Hút 0,2 ml dung dịch pha. Cho vào ống CV2. Lắc đều. Và hút hết dung dịch trong ống CV2. Cho vào ống CV1. Lắc đều. Và để phản ứng diễn ra trong vòng 5 phút. Tiếp theo ta tiến hành lấy giấy thử bỏ vào ống CV1 để đọc kết quả. Ta dùng kẹp để kẹp miếng giấy thử cho vào ống. Chờ 5 đến 6 phút để đọc kết quả. Đối với mẫu cà rốt thì ta cũng tiến hành tương tự. Sau 5 đến 6 phút, nếu miếng giấy thử vẫn còn màu xanh thì kết quả dương tính. Còn nếu miếng giấy thử chuyển sang màu trắng thì kết quả âm tính, không có dư lượng thuốc trừ sâu. Sau khi chờ 5 đến 6 phút thì ta thấy cả hai mẫu thử
giấy thử đều chuyển sang màu trắng. Như vậy cả hai mẫu đều không có dư lượng thuốc trừ sâu trong rau củ quả. Nhưng nếu trường hợp có thuốc trừ sâu trong rau củ quả thì miếng giấy thử vẫn còn màu xanh. Như vậy video hướng dẫn sử dụng hôm nay đã kết thúc. Xin hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.